Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học tập và làm theo Bác kỳ này. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 16, toàn Đảng bộ tỉnh có 2.973 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, phần lớn là các chi bộ nông thôn và khu dân cư với 53.819 đảng viên. 100% thôn bản có chi bộ độc lập, trong đó 88% số chi bộ có chi ủy. Các chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở, nhất là chi bộ nông thôn đã phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở, đặc biệt là với tinh thần học và làm theo Bác. Các đồng chí bí thư chi bộ, cấp ủy viên đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với chức trách nhiệm vụ được giao, xứng đáng là các đầu tàu gương mẫu trong truyền tải, thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của địa phương đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số tấm gương các chi bộ và cá nhân bí thư chi bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại các địa phương trong tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, qua 3 năm triển khai chỉ thị 03 của Thành ủy Lào Cai về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố sáng xanh sạch đẹp, đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức tới hành động. Góp sức tạo sự chuyển biến ấy có vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở. Bà Đào Thị Bị, bí thư chi bộ khu dân cư số 3 phường Bình Minh mà chúng tôi giới thiệu trong phóng sự sau đây là một gương điển hình như thế. Đặc thù của khu dân cư kéo dài, đang có nhiều công trình thi công, rất khó để đảm bảo vệ sinh môi trường. Với cương vị là bí thư chi bộ, bà Đào Thị Mị đã bàn bạc với các đồng chí trong cấp ủy đề ra các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn. Trước hết là các cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi trước, làm trước, tạo niềm tin để nhân dân cùng tham gia. Đầu tiên tôi về đây thì cỏ mọc coi như đến đây cũng khổ lắm. Thế nhưng mà đến bây giờ thì nó quá tuyệt vời. Thì cán bộ tổ chức của địa phương ở đây thì các quý vị đã nữ thật nhưng cũng năng nổ, cũng chịu khó coi như vận động nhân dân quần chúng để tham gia cái chiến dịch mà coi như là vệ sinh môi trường. Chỉ thị 03 mà đưa về với khu dân cư chúng tôi nói chung là ban đầu là rất khó khăn. Sau đó thì là chúng tôi đến trực tiếp gặp các hộ dân cũng như là cái ý thức của người dân, người nọ nói với người kia và cái hiệu quả nhất là khi mà đường sạch hàng tuần, hàng tháng. Sau đó thì những các hộ còn lại là người ta cũng thấy là người ta theo. Dành sự quan tâm đặc biệt tới các hộ gia đình thuộc khu vực phải giải phóng mặt bằng, bà Mị thường xuyên động viên bà con sớm ổn định cuộc sống, chuyển đổi ngành nghề, đảm bảo thu nhập. Đồng thời cũng nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của bà con để phản ánh, đề đạt tới cấp trên giải quyết. Nhờ đó đã góp phần quan trọng xây dựng khu dân cư bình yên. Bí thư chi bộ ở cụm tôi là đồng chí Mị này. Rất là sát dân, gần dân, quan tâm đến dân. Có nghĩa là làm một cái việc gì vướng mắc thì đồng chí cũng đến tận nơi, tận dân để tháo vỡ vướng mắc. Xong rồi cũng có những ý kiến của dân trình lên thì đồng chí cũng đưa lên trên. Gia đình không gây cản trở gì cho dự án. Kết hợp với dự án là nhà tôi đi đầu tiên. Các chi bộ, các cơ quan, đơn vị đăng ký các công trình phần việc gắn với việc thực hiện chỉ thị 03, gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và từng chi bộ. Thế và học và làm theo Bác từ những cái việc hết sức là giản dị hàng ngày, từ việc học tập, từ việc rèn luyện đối với cái nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Với sự gương mẫu đi đầu của bí thư chi bộ Đào Thị Mị và sự vào cuộc của toàn thể nhân dân, khu dân cư số 3 trở thành điểm sáng của phường Bình Minh trong thực hiện chỉ thị số 03 của Thành ủy Lào Cai về xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Phát huy sức trẻ, sự năng động, nhiệt huyết, trong 10 năm giữ cương vị bí thư chi bộ, 11 năm làm trưởng thôn đội 3, xã Bản Liền, đảng viên Vàng A Vượng luôn gương mẫu trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vận động bà con đầu tư làm du lịch cộng đồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh trồng chè theo hướng hữu cơ. Mỗi một chủ trương mới, một nhiệm vụ mới được triển khai tại thôn bản, bí thư chi bộ Vàng A Vượng luôn là người gương mẫu đi trước làm trước. Về phát triển kinh tế cho các đồng chí ở đảng ở trong chi bộ của mình là để làm, sau đó là để về nhất là về phát triển cây trồng như ở trong bản liền, những chi bộ ở thôn đội 3 là có cây chè
chủ yếu cây trồng hữu cơ và giống như là gắn với là du lịch cộng đồng ở ở thôn, là để về bí thư chi bộ là mình phải có trách nhiệm là phải tuyên truyền. Là bí thư chi bộ trẻ, để tạo được uy tín trong nhân dân, anh Vượng luôn giữ thái độ khiêm tốn, thường xuyên gần gũi mật thiết với dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân. Từ đó công tác tuyên truyền vận động mới đạt được hiệu quả cao. Đồng chí Vàng A Vượng đấy thì cũng rất là quan tâm đến bà con, nhất là trong lĩnh vực gọi là trồng trọt, chăn nuôi, là đồng chí luôn đi tuyên truyền bà con, bảo làm đúng cách, đúng quy củ. Bản thân đồng chí Vượng thì rất là gọi là sâu sát về gọi là về hướng dẫn bà con gọi là chăm sóc về cây chè các hay là cây lúa này, cây chè này, rất là để mà động viên bà con là gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, linh hoạt trong công tác vận động tuyên truyền. Bí thư chi bộ trẻ tuổi Vàng A Vượng đã góp phần triển khai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của người dân. Bản tài này nhiều năm đạt thôn bản văn hóa và cơ bản đã hoàn thành được tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng chí có trình độ, có năng lực và rất là nhiệt tình trong công tác tham gia ở đảng bộ cũng như ở chi bộ trực thuộc. Mà đồng chí là những cái người mà gương mẫu đầu tàu và đặc biệt là cái phát triển kinh tế xã hội mà gắn với du lịch cộng đồng. Niềm vui của bí thư chi bộ Vàng A Vượng chính là được chứng kiến cuộc sống của người dân thôn đội 3 khởi sắc từng ngày. Toàn thôn hiện đã phát triển được 260 hectare chè, chủ yếu là chè hữu cơ, có 7 hộ làm du lịch cộng đồng. Đội 3 giờ cũng là thôn có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất xã, chỉ dưới 30%. Nhân dân phấn khởi xây dựng nông thôn mới, cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, là bí thư chi bộ năng động, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của địa phương, anh Phạm Văn Quyết xác định mình phải làm giàu được thì mới có thể tuyên truyền vận động cho đảng viên và nhân dân làm theo. Chính vì vậy, anh đã quyết định đầu tư vườn ươm cây giống, trở thành tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế ở thôn Củm Hạ 1, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Năm 2017, sau khi chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ thôn Củm Hạ 1, xã Đồng Tuyển một thời gian, anh Phạm Văn Quyết được các đảng viên tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Từ lúc nhận nhiệm vụ, điều anh trăn trở là làm sao thúc đẩy phong trào, đời sống của nhân dân trong thôn đi lên. Muốn như vậy thì cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Tìm hiểu nhu cầu thị trường, năm 2019, anh Quyết bắt đầu khởi nghiệp làm vườn ươm cây giống lâm nghiệp với số vốn 50 triệu đồng. Nền kinh tế của Lào Cai nó cũng đang phát triển rất là mạnh. Và trong khi đó về cái mảng giống cây trồng này thì nó là một cái mảng theo em xác định, nó là một cái mảng trọng tâm để phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn. Đến nay, quy mô vườn ươm mở rộng 4 hectare, trị giá 1,3 tỷ đồng. Mỗi năm trừ hết chi phí còn lãi 400 triệu đồng. Các loại cây giống quế mỡ có chất lượng tốt, giá bán hợp lý nên không chỉ khách hàng trong tỉnh tìm mua mà còn xuất bán ra tỉnh bạn như Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang. Tôi thì là vườn trồng cây thì tôi cũng trồng cây thì chọn vườn anh Quyết là rất là đảm bảo tôi trồng thôi, tôi mua tôi trồng. Năm 2020, anh Phạm Văn Quyết vận động thêm 8 thành viên cùng thành lập hợp tác xã cây giống Lào Cai. Hợp tác xã tạo việc làm thường xuyên cho từ 5 đến 8 lao động và 25 đến 30 lao động thời vụ với mức lương 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Bây giờ em ra làm với ông anh ở vườn ươm này thì cũng thu nhập thì cũng ổn định, một tháng cũng là 5-7 triệu một tháng. Nói chung là với mức thu nhập của em như này cũng đã ổn định rồi anh ạ. Nói chung là không em đi làm ngoài thì cũng tháng đi làm ngoài phải làm công việc nó ở xa ấy, không nó không ở như ở gần ở nhà mình. Đấy. Ở gần nhà mình thì mình còn chăm nom anh quanh được. Bắt đầu phát triển bằng cái nghề là ươm cây giống. Trong năm 2020 đến 2022 thì đã phát triển lên thành hợp tác xã và đặc biệt hiện nay thì mô hình này phát triển rất là tốt và rất là có hiệu quả, tạo công việc làm cho bà con dân. Khởi nghiệp thành công với vườn ươm cây giống, bí thư chi bộ Phạm Văn Quyết đã góp phần thúc đẩy phong trào làm kinh tế gia đình trong chi bộ, các đảng viên và nhân dân thôn Củm Hạ 1.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương mở đường, tạo ra hệ thống kết nối đa dạng, giúp nhân dân thuận lợi trong giao lưu hàng hóa, đi lại. Nhiều diện tích đất sản xuất đã được nhân dân hiến với phương châm mở đường làng, đất vàng cung hiến. Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thì vai trò của các bí thư chi bộ, trưởng thôn là đặc biệt quan trọng. Thông qua đó giúp nhân dân hiểu và đồng thuận cao với chủ trương này. Và bí thư chi bộ, trưởng thôn Nậm Pản, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Lương Thanh Xuân là một tấm gương tiêu biểu như vậy. Tuyến đường kết nối xã Thanh Bình đi xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương được triển khai, nhưng đường đi qua rất nhiều phần đất sản xuất của nhân dân. Ngay khi Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình thông báo về chủ trương làm đường, định hướng vận động nhân dân hiến đất, ông Lương Thanh Xuân, bí thư chi bộ, trưởng thôn Nậm Pản, đã bàn bạc với gia đình và quyết định hiến 3.000 m2 đất nương chè lâu năm để phục vụ việc mở đường. Diện tích chè này hàng năm đều mang về cho gia đình ông khoản thu nhập ổn định trên 60 triệu đồng. Thế nhưng về mục tiêu phát triển chung của địa phương, ông đã quyết định hiến đất, chặt bỏ chè. Ông Xuân chia sẻ, bản thân ông luôn tâm niệm mình vừa là bí thư chi bộ, trưởng thôn thì sẽ phải đi đầu trong thực hiện các chủ trương chung của địa phương. Chỉ có như vậy thì mới có thể tuyên truyền vận động nhân dân làm theo. Gia đình tôi hiến trước, để các hộ lân cận thấy mình hiến là mở được đường rồi thì người ta cũng hiến theo. Một số bà con thì người hiểu người không, tôi phải tổ chức cán bộ thôn, thậm chí nhờ cán bộ xã nữa xuống để tuyên truyền vận động tại hộ gia đình. Có đường là phát triển kinh tế là chắc chắn là nó sẽ hơn rồi. Tiên phong đi đầu trong việc hiến đất phục vụ việc mở mới tuyến đường, ông Lương Thanh Xuân tích cực trong tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia hiến đất mở đường. Thời gian đầu do chưa nắm rõ chủ trương, lợi ích mang lại khi được mở đường vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa thực sự đồng thuận. Lúc này ông lại kiên trì cùng với cán bộ xã xuống tận các gia đình giải thích cặn kẽ lợi ích khi tuyến đường được đưa vào sử dụng đối với việc phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế. Nhờ vậy mà đến nay đã có 32 hộ dân quyết định hiến đất với tổng diện tích là trên 5 hectare đất sản xuất, phục vụ mở mới 2,8 km đường qua thôn. Thì thấy thôn hiến đất trước thì mình cũng hiến đất theo để cho sau này nó thuận tiện dễ dàng hơn. Nhà bác Xuân hiến đất nhiều thì chúng tôi cũng hiến theo bác ấy ạ. Xong hiến cho nhà nước đất khá nhiều nhưng mà mình để mở rộng sau này mình còn đi lâu dài cho các con, các cháu. Với việc được đầu tư mở mới tuyến đường kết nối xã Thanh Bình đi xã Nậm Chảy, được kỳ vọng sẽ tạo sự đổi thay mạnh mẽ trong cuộc sống của bà con nhân dân trên địa bàn. Toàn bộ tuyến đường có chiều dài 9 km và đi qua 3 thôn của xã Thanh Bình, đã có 164 hộ dân của 3 thôn đồng thuận hiến đất. Và chính những tấm gương tiêu biểu như bí thư chi bộ, trưởng thôn Lương Thanh Xuân đã giúp cho chủ trương này đi vào từng hộ gia đình, tạo được sự nhất trí cao trong bà con nhân dân. Trưởng thôn Lương Thanh Xuân cũng là với chức trách bí thư chi bộ trưởng thôn là cánh tay nối dài của địa phương trong việc vận động nhân dân. Thì trên tuyến đường này thì ảnh hưởng đến 3 thôn, đặc biệt là thôn Nậm Pản này là toàn bộ tuyến mà đi qua thôn là tuyến đường mở mới, cho nên ảnh hưởng rất nhiều đến diện tích sản xuất bà con, ví dụ như là cây chuối, cây mía, cây chè. Với vai trò của mình thì đồng chí Lương Xuân đã cùng cấp ủy chính quyền địa phương làm rất tốt việc tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân. Và đến thời điểm này thì trên địa bàn xã Thanh Bình, trên địa bàn thôn Nậm Pản thì mặt bằng thì đã xong bàn giao cho đơn vị thi công, và đơn vị thi công thì cũng đang hoàn thành đúng tiến độ chương trình nội dung đề ra. Sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân là điều kiện quan trọng để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình. Bài học kinh nghiệm trong phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên cũng như công tác vận động quần chúng ở xã Thanh Bình được huyện ủy Mường Khương đánh giá cao và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Đến đây, thời lượng của chương trình Đảng trong cuộc sống kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.